Chào anh chị, tôi đang có mặt tại công viên của phân khu Cọ Xanh. Và trong những cái ngày đầu năm của năm 2024 này, năm Giáp Thìn, năm Con Rồng, thì hiện tại phía ngoài Bắc Hà Nội đang rất là lạnh. Nhưng mà chúng ta có cái sự tín hiệu rất là tích cực từ thị trường bất động sản, đặc biệt là với một chủ đầu tư uy tín và có thể nói là lớn nhất Việt Nam như Vinhome. Thì những sản phẩm có pháp lý sở hữu lâu dài tại Vinhome Ocean Park 2 và Vinhome Ocean Park 3 đang được chủ đầu tư mở bán cũng như là chuyển nhượng. Thì bên cạnh đó có kèm theo cái chính sách tặng xe dành cho những khách hàng đặt mua những cái sản phẩm nhà tại đây. Một trong những cái chính sách có thể nói là vượt trội đến từ chủ đầu tư. Chính vì lý do đó thì rất nhiều khách hàng, rất nhiều nhà đầu tư đã rút tiền từ ngân hàng với lãi suất tiết kiệm gửi với kỳ hạn 6 tháng hiện tại đang rất là thấp. Thì chúng ta mua, rút tiền về và mua những sản phẩm bất động sản đã có pháp lý, đầy đủ pháp lý tại Vinhome Ocean Park 2 và Vinhome Ocean Park 3 để đầu tư, để tích sản, để giữ tiền và chờ đợi cái thời kỳ phục hồi của thị trường bất động sản. Và với anh chị nào đang quan tâm những cái sản phẩm bất động sản đẹp thì anh chị có thể mua được những cái căn liền kề, những căn shop house view ra công viên hay là những căn shop house mặt đường lớn gần các cái trung tâm tiện ích. Và với những anh chị nào mà có cái số tiền vừa phải hơn thì chúng ta sẽ mua được những sản phẩm ví dụ như gần công viên, gần những khu tiện ích như cụm hồ tạo sóng hay là trường học Vinschool hay công viên trung tâm rộng 7,2 hecta bên cạnh cái cụm 9 tòa chung cư cao cấp của Masterise. Thì đây cũng là vị trí bất động sản hiện tại mà chủ tư Vinhome đang chào bán ra trên thị trường với chính sách tặng xe ô tô, và chính sách đó thì cũng đã tạm dừng rồi. Hiện tại thì tất cả các sản phẩm đang còn sở hữu chính sách đó nó chỉ có số lượng giới hạn. Và trong cái ghi nhận mới nhất của chủ đầu tư Vinhome thì đã có tổng cộng trên 150 giao dịch về dự án Vinhome Ocean Park 2 và Vinhome Ocean Park 3. Những căn shop house, những căn biệt thự, những căn liền kề, những sản phẩm thấp tầng tại hai khu đô thị này. Và cái điều đặc biệt hơn đó là đây thực sự là cú hích của thị trường bất động sản Việt Nam với cánh chim đầu đàn, đó là Vinhome. Một cú hích dành cho nền kinh tế, dành cho thị trường bất động sản nói chung. Và cú hích rất là lớn tại hai khu đô thị này chính là cái tâm điểm của một hành trình, một chu kỳ mới khởi động lại thị trường bất động sản và kinh tế Việt Nam sẽ trở lại. Chúng ta biết là kinh tế Việt Nam chúng ta chính vẫn là dựa vào bất động sản, phát triển các cái ngành cung ứng liên quan đến phát triển các khu đô thị, phát triển các dự án bất động sản. Và với pháp lý sở hữu lâu dài như các sản phẩm tại khu đô thị Vinhome Ocean Park 2 và Vinhome Ocean Park 3 thì chúng ta có thể yên tâm rằng dự án của chúng ta đã có đầy đủ pháp lý. Hiện tại thì dự án cũng đã hoàn thiện, Vinhome Ocean Park 2 thì cũng đến khoảng 90% rồi, Vinhome Ocean Park 3 khoảng 80% rồi. Và chúng ta mua bất động sản là chúng ta mua bất động sản đã thành hình rồi, đã thành hình và đã đầy đủ pháp lý thì chúng ta hoàn toàn yên tâm. Dù ngắn hay dài khi mà anh chị đầu tư thì với những cái sản phẩm như vậy chúng ta hoàn toàn yên tâm. Và sau cái thời gian mà công bố luật về bất động sản từ tháng 1 năm 2025 tới đây thì tất cả những cái bất động sản mà đã có pháp lý và xây dựng hoàn thiện nằm trong một cái quần thể, một hệ sinh thái phát triển. Đặc biệt hơn thì thông tin mới nhất thì phía dự kiến của phía chủ đầu tư Vinhome sẽ khởi động cái công viên Vinpearl Safari tại Gia Lâm, Hà Nội. Thì nó cũng là một trong những cái điểm nhấn cực kỳ quan trọng. Lý do là trong Ocean City gồm 3 đại đô thị, đó là Vinhome Ocean Park 1, Vinhome Ocean Park 2 và Vinhome Ocean Park 3. Chúng ta đã có tất cả các cái dịch vụ có thể nói là tiện ích nhất, các cái dịch vụ từ kinh doanh, từ vui chơi giải trí và từ khám phá du lịch đã có mặt tại Ocean City của Hà Nội, và đặc biệt là trong tổ hợp 3 đại đô thị của Vinhome.
Với Vinhome Ocean Park 1, chúng ta có thêm vườn thú Safari, biển hồ nước mặn. Vinhome Ocean Park 2, Vinhome Ocean Park 3, chúng ta có các công viên chủ đề VinWonder để vui chơi, giải trí. Và phía chủ tư thì họ bán vé để anh chị có thể vào tham quan. Và đặc biệt hơn thì tại Vinhome Ocean Park 2 và Vinhome Ocean Park 3, chúng ta có thêm khu vực Grand World, bao gồm hai phân khu là The Venice và Cape Town. Đây là hai phân khu mà anh chị có thể đến tham quan, vui chơi, chụp hình cũng như là khám phá, trải nghiệm, check-in, sử dụng các dịch vụ ẩm thực, rồi giải trí tại đó. Thì trong Ocean City và ba đại đô thị này, gần như chúng ta đã có tất cả cái hệ sinh thái của Vinhome, kể cả là bệnh viện Vinmec sẽ được khởi công tại Vinhome Ocean Park 1 và Vinhome Ocean Park 3. Đặc biệt hơn thì ngoài phát triển về vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng, thì tại những khu đô thị của Vinhome Ocean Park chúng ta không thể thiếu những trường học VinSchool. Đây là thống kê sơ bộ của chúng tôi về các cái tiện ích cơ bản nhất và cần thiết nhất của Vinhome. Đặc biệt hơn thì trong hệ sinh thái của Vinhome, chúng ta không thể thiếu những chiếc xe VinFast VF8 và VF9 mới ra lò của Vinhome, của VinFast. Thì đây chính là những món quà tặng mà phía chủ tư dành cho những anh chị đang quan tâm đầu tư về những sản phẩm bất động sản tại khu đô thị Vinhome Ocean Park 2. Và anh chị nào quan tâm về các sản phẩm này để anh chị có thể đầu tư mua bán, thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em Vinh qua số hotline trên màn hình. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip ngắn về sản phẩm. Xin chào.